xem gì trên NA34 từ 6 tháng 1 đến ngày 12 tháng 1 năm 2020. Con có bao giờ con thấy mẹ con khóc chưa? Rồi. Tại sao mẹ khóc? Con làm cho mẹ buồn thì mẹ khóc. Thật sự ra là mẹ với ba không có ở chung nữa. Gia đình Hoàng Mỹ, game show dành cho gia đình. Đến với chương trình, các bậc phụ huynh sẽ có cơ hội hiểu thêm về tâm tư, tình cảm của con mình, giúp sợi dây gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình thêm bền chặt. Tập 2 của gia đình Hoàng Mỹ sẽ là phần tranh tài của hai bé Minh Hiếu và Khánh Đan cùng những thử thách dí dỏm, vui nhộn nhưng cũng lắng động nhiều cảm xúc. Hãy đón xem Gia đình Hoàng Mỹ lúc 10 giờ 20 phút thứ tư và 15 giờ 25 phút thứ sáu trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Được không? Dạ được. Sức sống thanh xuân, talk show truyền hình với các khách mời là những nghệ sĩ nổi tiếng cùng tranh luận về các quan điểm đối lập. Qua những màn tranh luận của họ sẽ giúp cho các bạn trẻ đang gặp phải vấn đề tương tự tìm được sự đồng cảm, góc nhìn thấu đáo và giải pháp thích hợp cho bản thân. Ca sĩ Thu Thủy và diễn viên Quang Trung là hai khách mời đặc biệt trong tập phát sóng tuần này của Sức sống thanh xuân. Họ sẽ cùng hai nghệ sĩ Anh Đức và Lê Lộc tranh luận như thế nào về chủ đề thanh xuân của bạn sẽ cháy hết mình vì tình yêu hay chỉ tập trung cho sự nghiệp? Liệu có nên bước chân vào con đường tình yêu khi chưa có gì trong tay? Sức sống thanh xuân 10 giờ 30 phút thứ sáu, quý vị đừng bỏ lỡ. Tác giả tác phẩm. Chương trình mới và độc quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An trong năm 2020. Chân dung những nhạc sĩ, soạn giả, tác giả có những đóng góp quý báu cho nền nghệ thuật Việt Nam. Những sáng tác mới hay những tác phẩm để đời được công chúng yêu thích sẽ được giới thiệu trong chương trình này. Tác giả tác phẩm số đầu tiên, mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng nhạc sĩ Ngô Tùng Giang, chàng trai của Bến Cát, Bình Dương. Phong cách viết nhạc đa dạng, từ nhạc thiếu nhi đến nhạc trẻ, nhạc trữ tình. Ngô Tùng Giang còn được nhiều người biết đến với vai trò là biên tập của một số chương trình âm nhạc gây tiếng vang trên sóng Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Hãy đến với không gian của tác giả tác phẩm vào lúc 15 giờ 30 phút thứ bảy và 8 giờ 30 phút chủ nhật tuần này, quý vị và các bạn nhé. Sắc đẹp quyền năng, talk show chuyên về chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ. Chương trình là cẩm nang làm đẹp giúp cho phụ nữ hiện đại biết cách nâng cấp ngoại hình qua những bí quyết làm đẹp tự nhiên. Tìm hiểu về phương pháp chỉnh hình gương mặt không phẫu thuật là chủ đề được đề cập trong tập 2 của chương trình. Liệu có thể áp dụng phương pháp này với tất cả các vùng trên gương mặt hay không? Cần lưu ý điều gì khi sử dụng phương pháp chỉnh hình gương mặt không phẫu thuật? Mời quý vị và các bạn đón xem Sắc đẹp quyền năng lúc 10 giờ 15 phút thứ sáu và 8 giờ chủ nhật trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cái này vừa là ưu cũng vừa là nhược. Khỏe để sống vui, chương trình cập nhật những thông tin về sức khỏe, mang đến những kiến thức hữu ích đến quý khán giả thông qua những tình huống hài hước. Trò chuyện với các y bác sĩ có uy tín để tìm lời giải đáp cho những vấn đề sức khỏe đang được nhiều người quan tâm. Những lưu ý khi xóa nốt ruồi là chủ đề của chương trình Khỏe để sống vui tuần này. Quý khán giả quan tâm có thể đón xem vào lúc 8 giờ 15 phút thứ 6 tuần này. Chị coi coi, em có nốt ruồi nào. Vui tươi, hữu ích, thiết thực. Đừng bỏ lỡ các chương trình trên NLA34 quý vị nhé.